kiến nó đúng không? Cái gì của nhà thờ là nhà thờ, cái gì là của mình là của mình, đừng có mà đừng làm quá là được. Một mình ấy, thì không thằng nào dám nói, hiểu không? Nhưng mà cứ có đông người là bắt đầu gào lên. Thằng nào đẻ thằng này nữa. Thì cái thằng em quay được rồi đấy. Ừ, nhớ.